mình thấy là số tay các bạn có hậu tay các bạn đó. Ô xe đẹp khách đến cái đẹp lắm. Chủ mến chào các bạn. Đó thì mình gặp một chiếc chiếc Ford 4610 đang cài nè các bạn. Chú cài đất nhà nè, ông ấy trần ông cài luôn. Là đây là chỗ kế cặp cái nhà mà mình mới bán chiếc MF185 các bạn. Đó, đây là mình nhìn thấy hai cầu là mình khoái rồi ha, 4610. Hai cầu thông số vỏ sau đó là 13.636, còn vỏ trước đó là 9.524 nha các bạn. Đó, xe còn rất đẹp đang can luôn. Cái sơn này mới nó sơn riêng, nó sơn lại đây thấy nó lắp máy giống riêng đó. Chảo này dàn chảo thấy còn được nữa các bạn, thay xong nước sơn vẫn còn nữa mà. Hồi đó mình mua là bao nhiêu tiền chú? Chú mang mua 200 nữa hả? 200 nữa hả? Chàng cài này của chú Chính Bình hả chú? Chàng cài của chú Chính Bình hả? Chàng cài của mình còn cái máy mua mà lâu cái này qua đây cho đóng nó này vô. Rồi mạnh quá ha. Mạnh quá, lắc lắc hết cả rồi đó. Dây nó lỏng quá các bạn. Được không? Bên kia thẳng rồi. Kìa bên đây kìa. Lắc 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 lắc. Mình xả bên đây ra bớt một chú. Không được hả? Tốt khỏe mẹ. Đất nhà hả chú? Đất nhà hả? Nước sơn là của nó luôn hả chú? Vậy. Nước sơn mình có sơn lại không? Không. Mà mua dài vậy đó hả? Rồi mua giờ về tới giờ luôn các bạn, sơn vẫn vậy luôn, không biết chờ đặt. Mình thấy là số tay các bạn có hậu tay ngay qua lăng á. Sáu chảo lớn, sáu chảo lớn nha các bạn. Chú chạy thì hơi cạn nhưng mà nó lên đều lắm. Bên kia để xuống. Chiếc Ford này thì động cơ nó là 3.3 lít 3 máy nha các bạn. Nó 63 HP. Tích tông nó là 112. Tua nó là 1.800 nha các bạn. Thằng này là nó thẳng 2 tấn 2.
chạy 4-6-10 này nó có như 4-6 kia thôi các bạn, nó chỉ cái HP á, là nó cao hơn thằng kia 3, thằng kia nó 60 HP nha các bạn, thằng này là nó tới 63 HP. Còn phít tông thì 112 nó bằng nhau, 3.3 lớp 3 máy cũng y như nhau luôn các bạn. Ô, xe đẹp hết biết luôn không? Len keng xà beng. Nãy chú nói câu thòng các bạn, ông nói là ai mua bán luôn, mệt quá à, làm hết nổi rồi. Thấy gì chứ chú ve chậm chứ chú đạp lẹ lắm nha. Đạp chú tới lẹ lắm. Đi theo cũng kịp. Cây đất nào lấy trồng bắp nha các bạn, trồng nó bắp ra nè. Có hổm cài lắp bắp quận rồi. Giờ chú cài quận này là cài quận 2. Vài bữa nước về ở đâu là lấy nước vô xả lúa các bạn. Ở đây là nó gần tới trại Trà Vông rồi nha các bạn. Mà không biết nó thuộc của Tân Biên hay là nó thuộc của Châu Thành. Vỏ sau chú xài là vỏ của Nguyễn Đỉnh. Đó các bạn thấy không, số trên đâu nè, số có hai cần hai bên luôn, y như Biát vậy. Hơi bị lãng tai nha các bạn, nên mình nói lớn lắm chú mới nghe, nói gần mới nghe. Lớn tuổi rồi, cài sóc quá là chiều bỏ cơm á. Xem số tay này nha, số to nè. Xe này nước sơn thấy còn đẹp đó các bạn ơi, cậu trước cũng vậy đó kìa. Nãy nghe nói chú nói sơ sơ là hình như là lúc mua gần 200 đó các bạn. Bình thường không có gài cầu trước. Này giống như chú sáng ra tập thể dục. Đây là phía sau nhà chú nè. Các bạn thấy có hàng dừa đẹp không? Chú có nuôi chuồng bò, có mấy con bò nữa. Thoải mái bên đây nha các bạn.
số tay đã thì chứ. Mình quay vòng này hôm nay rồi mình có không để ý cái số nữa các bạn. Xuống bên đây chú chạy hai đường nó xong bên đây rồi, gió sau gai cũng còn im nè, gió trước cũng còn im luôn, gió sau Nguyễn Đỉnh, gió trước cũng Nguyễn Đỉnh luôn. Đỉnh gỡ trước của Nguyễn Đỉnh luôn nha các bạn, gỡ sau không nhỏ xíu nhìn đã. Chàng trai này không biết có phải của chú Chính Bình không, sao thấy lạ lạ các bạn, không giống cho lắm. Chú chạy lên cái nữa mình kết thúc video nha các bạn. Giờ mình đi hôm nay là mình đi dài dài lên Mỏ Công các bạn, đi lên Mỏ Công, đi dài dài qua bên ngã tư Lâm Vân, đi dài bên Tân Châu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hôm nay giống như mình đi chơi các bạn, mình đi vòng mình đi dọn một ngày để coi tình hình mì chuẩn bị lên mì tháng 3 các bạn. Xe đẹp lên cái xà beng mà chú chạy chỗ này nó chắc 10 năm nữa chắc cái xe cũng còn mới như vậy quá. Xong rồi vô chùm mền các bạn ơi. Rồi thôi lội lên cảnh mình về luôn. Chú ghe thì chậm nhưng mà đường thẳng chú chạy lẹ lên nha. Bây giờ chú cũng lớn tuổi rồi, cũng hiếu rồi, chạy cũng đâu có lẹ như chạy trẻ đâu. Đây là đất chú chạy ra nè. Này cắt pha nha các bạn, cái này nó chỉ cần xới qua cái nữa là nó nhiễm nước à. Rồi vô đây bây giờ đôi giày của mình dơ kinh khủng luôn. Chú chạy thôi chứ con chú chạy thôi nha các bạn, nếu mà chạy nhiều quá là con chú chạy.
video cũng dài các bạn ơi, mình kết thúc ở đây nha, mình sẽ đi kiếm chiếc khác qua cho các bạn xem nha, rồi bye bye các bạn.